Tất cả cho bây giờ xong chưa? Nhảy vào quân sự còn đông nữa. Những con gà đang chờ tao đến. Lút đồ quá chậm thì bao chết. Đồng đội mày đâu tới tao giết. Cả khu quân sự này tao biết. Gặp tao phải chạy cũng nhanh phết. Nếu muốn thoát một trước tiên phải căng hết. Sinh tồn phải đổ bằng máu. Một bước đi xa thì không thể sửa. Sao tôi tầm xa vẫn đang ẩn nấp. Mang da sniper hồng tâm ở chân kết thù đứng nắp ở cửa. Có tiếng ca chơi với 8K. Đạn rơi vào đầu là không thở nữa. Tiểu đội square chỉ là nhỏ nhỏ trong số 100 thôi. Nếu tao chết vùng này cũng sẽ trở nên tối tăm thôi. Cái cuộc đời tao dành cho bo tao đi. Hai chân của tụi mày thì 4 chiếc xe 4 chỗ đang chở tụi mày về tụi tao xây nổ cuốn thốt. Có nơi nào không ai cố sinh tồn giữa mạng mà sống ở trong đó cười mọc công khai. Nếu mình không tử nạn là thắng. Cả cuộc đời mày đi nhặt thính nhưng chẳng tính đến đường đi của tao. Tao có dễ để mày nhặt được. Tao đi cửa chính còn mày đi cửa hậu. Nghe tiếng chân có súng bắn chắc có thằng đâu đây. Bước qua trái nhìn qua phải mắt tao nhìn còn súng cao tay. Cần tao tặng cho cả nhóm 8 hơn cả ngàn mét cả đám tháo chạy. Cầm Victor thấy bắt đạn mở rộng thấy nhanh hỏi chạy làm sao đây. Khi thằng nào nó cũng muốn lên top đầu tiên phản xạ mày phải nhanh như chết. Tụi tao ghiềm tâm thì bằng red dot đi không quan sát thì chỉ có chết chóc. Biết bao nhiêu trận tụi tao bị hại cục đó là nền tảng đi cùng đứng lên. Có thằng bỏ cô về cuộc sống này quá nhục. Những thằng tài giỏi đã tất bản mới xứng tên. Đời mày thích nhảy xuống ở đâu? Xuống ở trước hay là xuống ở sau? Phết ekip thì một lon nước nhớ nhặt cái mũ chứ nó bắn vỡ đầu mày đó. Nếu mày hên thì có giáp ba thêm mét kit nữa cho nó ngầu. Đi lụm thính kiếm M24 rồi đi sang ngồi quỷ khóc thằng sầu. Rai bà giam thanh, Insta bắn tỉa, hết sốt lên bảng. Walker bay ra, bao cuốn lên đạn, bao cầu bắn trả, chuẩn bị lên top. Tâm lý của mày sẽ để ở đâu? Vị trí trung tim làm việc có ích. Chạy ra nhặt đồ như là một vị thần chẳng tốn viên đạn thì ai